Bí quyết giúp bạn xóa sạch mụn và đốm đen trên mặt chỉ sau một đêm bằng nấm lá nhà nào cũng có. Da mặt có thể nói là vùng da đắt giá nhất trên cơ thể chúng ta. Đây là thứ mà chị em luôn luôn ngày đêm mong ước để cho nó ngày càng đẹp hơn, nhưng nó cũng chính là nơi mà mụn ưa thích nhất. Mụn xuất hiện trên khuôn mặt khiến bạn khó chịu và rất mất tự tin khi giao tiếp. Một tin vui cho bạn là bạn sẽ không còn phải dành cả tuổi thanh xuân để trị mụn nữa. Về chỉ vài giây nữa thì bạn sẽ biết một bí kíp để đánh bay mụn vô cùng hiệu quả ngay tại nhà. Nguyên liệu chính của bí kíp này không gì xa lạ, đó chính là rau mồng tơi. Rau mồng tơi vốn là một loại rau rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, bởi nó rất thường hay xuất hiện trong những món canh mẹ nấu, đặc biệt là bây giờ đang vào tiết trời mùa hè. Không dừng lại ở món canh mồng tơi nấu tôm, nấu canh cua, loại rau này còn được các bà nội trợ chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Mồng tơi còn được biết đến là một vị thuốc tự nhiên, tuy rẻ nhưng dược tính lại rất cao. Và theo các nghiên cứu khoa học gần đây nhất thì trong mồng tơi được công nhận là có chứa một hàm lượng lớn vitamin A, B3 rất lớn, cùng với các khoáng chất rất có lợi cho làn da của chúng ta như sắt, canxi và đặc biệt là hoạt chất saponin. Hoạt chất này được chứng minh là có tính kháng viêm rất cao, do đó mồng tơi có thể làm tiêu diệt nhân mụn và làm lành những tổn thương do mụn để lại trên da của chúng ta rất hiệu quả. Như vậy, việc rau mồng tơi có thể trị được mụn không chỉ là kinh nghiệm được đúc kết từ dân gian mà nó còn được khoa học chứng minh. Vì vậy, chị em có thể yên tâm mà bỏ túi bí kíp trị mụn này nhé. Lá mồng tơi rõ ràng là có công dụng trị mụn rất tốt, nhưng bạn cũng cần phải biết cách thực hiện thì mới có thể giúp những chiếc lá xanh mướt này phát huy được công dụng trị mụn tốt nhất. Bạn hãy cùng kênh Phái Đẹp khám phá ngay cách trị mụn đơn giản mà hiệu quả ngay tại nhà bằng lá mồng tơi bạn nhé. Nguyên liệu đầu tiên mà các bạn cần chuẩn bị trong phương pháp trị mụn này đó chính là lá mồng tơi. Đây chính là nắm lá mồng tơi mình vừa hái trong vườn. Với nắm lá mồng tơi này thì đầu tiên là bạn cần phải sơ chế, tức là chúng ta phải rửa sạch bùn đất đi. Nếu như rau mồng tơi của nhà bạn nào mà có nhiều bùn đất thì các bạn có thể ngâm đi 5 đến 10 phút trước khi chúng ta rửa. Như vậy thì cái phần đất sẽ được rửa sạch nhất. Ở đây lá mồng tơi của nhà mình khá là sạch nên mình không cần phải ngâm, mình sẽ rửa luôn. Và như vậy là lá mồng tơi đã được mình rửa sạch rồi đây. Đây chính là nguyên liệu thứ nhất của chúng ta, lá mồng tơi đã được rửa sạch. Nguyên liệu thứ hai bạn cần là một quả chanh tươi. Và nguyên liệu thứ ba là một ít sữa chua không đường. Bạn nhớ là phải chọn loại sữa chua không đường nhé. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp trị mụn hiệu quả này. Cách để bạn thực hiện thì vô cùng đơn giản. Với lá mồng tơi đã được rửa sạch thì bạn hãy thái nhỏ rồi cho vào chiếc cối xay sinh tố. Bạn hãy xay một mình lá mồng tơi này nhé, đừng cho thêm nước vào. Vì mục đích của chúng ta là muốn lấy cái phần nước cốt của lá mồng tơi. Nếu như cối xay của nhà bạn nào mà không thể xay khô như thế này được thì các bạn hãy dùng cối chúng ta giã để vắt lấy phần nước cốt của lá mồng tơi. Cối của nhà mình có thể xay khô nên mình sẽ để xay. Các bạn xay thật nhuyễn ra. Và đây chính là cái phần rau mồng tơi mình đã xay. Đây là phần mồng tơi này các bạn này. Đã được mình xay nhuyễn rồi đấy. Khi mà mồng tơi đã được xay nhuyễn rồi thì lúc này bạn chỉ việc cho các nguyên liệu khác vào nữa là xong. Với hai thìa mồng tơi này
Bạn cho vào 2 thìa sữa chua. Và vắt lấy nước cốt của 1/4 quả chanh. Đến đây thì bạn chỉ việc đánh đều tay cho ba nguyên liệu hòa quyện lại, trở thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Và đây chính là hỗn hợp mà chúng ta cần để đánh bay lũ mụn đáng ghét trên khuôn mặt của chúng ta. Xong rồi đấy các bạn nhé. Cũng rất đơn giản và làm cũng rất nhanh phải không các bạn? Để bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước 1 là bạn hãy vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm như bình thường. Mục đích của chúng ta là lấy sạch đi lớp tế bào sừng già cỗi trên da và lấy sạch đi lớp bụi bẩn bã nhờn sau một ngày hoạt động để cho lỗ nang lông thông thoáng, hỗ trợ cho việc trị mụn đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Bước thứ 2 là bạn hãy dùng tay hoặc dùng thìa thoa đều hỗn hợp của chúng ta lên trên mặt, đặc biệt là tập trung vào những chỗ có nhiều mụn. Và bạn hãy dùng các đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng khắp khuôn mặt từ 1 đến 3 phút. Bạn nên nhớ là bạn phải tập trung massage nhiều hơn ở những chỗ mà có nhiều mụn. Sau khoảng thời gian massage này thì bạn nằm thư giãn thêm khoảng 20 đến 30 phút nữa để giúp cho các cái dưỡng chất có thời gian thẩm thấu dễ hơn đến từng lớp tế bào da nhằm phát huy tác dụng một cách triệt để nhất có thể. Bước thứ 3 là sau khoảng thời gian đó thì bạn rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm và cuối cùng bạn hãy vỗ nhẹ một lớp nước lạnh hoặc bạn có thể chà một viên đá lạnh lên da. Việc làm này sẽ giúp cho lỗ chân lông chúng ta se khít, da đàn hồi được tốt hơn và cái việc điều trị mụn đạt kết quả cao hơn. Với loại mặt nạ này thì bạn có thể sử dụng 3 đến 4 lần trên một tuần. Bạn biết không, loại mặt nạ này tuy đơn giản nhưng công dụng tiêu diệt mụn của nó lại vô cùng hiệu quả. Bạn hãy áp dụng ngay hôm nay để nói lời vĩnh biệt với mụn bạn nhé. Chúc các bạn sớm có làn da như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem, hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.